tôi mong á, tôi chỉ mong một điều là nếu mà pháp luật Việt Nam á, thì các bạn đừng có mơ đến ngày mà pháp luật cho mình cái luật để kết hôn. Vậy các bạn nghĩ đi, không cần nhà nước cho chúng ta kết hôn, chúng ta vẫn có hạnh phúc vậy. Nếu mà bạn quen một người đó, bạn cảm thấy là mình thương nhau bằng cả trái tim, thì đó là mãi mãi là hạnh phúc. Cho dù các bạn quen chừng một tháng hoặc là một năm, hay là nó đơn giản một tuần mà các bạn thấy hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc của các bạn đừng tìm nó xa vời. Bởi vì tôi nghĩ á, vấn đề nhức nhối nữa là vấn đề là gọi là tình cảm của thế giới thứ ba. Thì hôm nay tôi nói luôn cho các bạn nghe như thế này ha, thế giới thứ ba rất là khó kiếm tình cảm thật sự, trừ khi những người ăn không ngồi rồi á, muốn cặp với BD. Tôi nói thẳng luôn, hôm nay tôi không có gì tôi gửi giống như các bạn. Nhiều người nghĩ là BD chắc giàu có lắm, cặp để ăn tiền đúng không, nhưng mà vì các bạn thừa biết điều đó, các bạn như chúng tôi nè, thừa biết điều đó, nhưng mà vì họ thiếu thốn tình cảm quá, đâm ra họ phải lụy. Nhưng thật sự các bạn hãy như tôi, đừng lụy một người nào đó hết ha. Đôi khi các bạn nghĩ đi, tôi ra đường tôi thấy trai gái á, mà họ yêu nhau thì tôi chỉ tuổi một thôi, nhưng đôi khi tôi nhìn những cặp gay kín tôi tuổi tới 10. Tại vì sao? Tại vì họ gay kín mà họ có hạnh phúc với nhau như vậy. Họ sống có như là có mất cái này thì được cái kia, họ không có được hình hài lộ ra là một người con gái như chúng tôi. Họ sống khép kín vì có những cái lý do gọi là khắc nghiệt với họ, gia đình khó khăn cho nên họ mới sống như vậy. Nhưng bù lại thì nếu mà họ đã kiếm được một cái tình cảm nào thì phải nói là tình cảm của họ rất là sâu đậm hơn chúng tôi. Còn chúng tôi nè, tôi hỏi tất cả các bạn trên xã hội này, có ai vỗ ngực xưng tên là yêu BD thật lòng không? Nếu có tôi cạo đầu. Chỉ qua là thứ nhất, nó không tôi không phải nói xấu, một không phải là vì tiền, hai là cũng vì vướng một cái tình cảm nào đó thôi, chứ chẳng thằng nào mà tuyên bố thương BD thật lòng, thương một con bóng đổ thật lòng, cho dù là giải phẫu hoặc chưa giải phẫu như tôi cũng rất là khó kiếm tình cảm. Vì các bạn, tại sao các bạn lại cần phải có luật kết hôn các bạn mới được đúng không? Trong nếu mà có luật cho chúng ta kết hôn mà người đó sống không thật lòng với chúng ta thì kết hôn có ý nghĩa gì? Hay là mình cứ sống bình thường, mà nếu mà một người đó tôn trọng bạn, bạn chỉ cần hiểu như vậy thôi, một người đó tôn trọng bạn, yêu thương bạn thật lòng, cho dù là một tuần một ngày, đó vẫn là một tình yêu của bạn trong đời bạn đó. Và cuộc đời ta không dừng ở đó, càng ngày càng đi tiếp. Tạm dừng đi em. Và tôi cũng xin nói với một số thành phần thanh niên mà khi mà đã yêu BD thì tôi nói như thế này thôi. Tôi nghĩ là các bạn nên quen gái đi, đừng quen quen BD. Nếu các bạn thật lòng thì các bạn quen, còn các bạn quen để làm đau khổ người khác thì các bạn quen làm gì? Tại vì trước mắt tôi đã thấy nhiều người rồi, họ đau khổ. Thì bạn là một người đàn ông thật sự, tại sao bạn không kiếm một người phụ nữ vừa lòng bạn, bạn yêu? Hay là những người mà kiếm tới chúng tôi là gì? Hoặc là có vợ, vợ không hài lòng, bạn không hài lòng vợ bạn, rồi bạn tìm chúng tôi ở một cái gì đó, đúng không? Nhưng một khi không đến với nhau thì thôi, đến là các bạn hãy thật lòng mà đến, đừng gì lợi dụng ai hết ha. Thì tôi nói như vậy đó, tôi biết là clip này đó sẽ có người ghét tôi khi tôi nói như vậy, nhưng mà thật sự thì tôi phải nói thôi. Và tôi xin lỗi những bạn mà tôi đã chặn Facebook, tại vì đôi khi á, các bạn như tôi đi, các bạn mới biết, các bạn nhiều người bạn bình luận này nọ lắm, bực bội lắm luôn mới mới khóa lại đó, hoặc là nhiều bạn nó kỳ lắm kìa tôi mới khóa lại. Nhưng tôi hứa tôi sẽ mở ra, sau clip này tôi sẽ mở ra những ai mà trước kia tôi khóa, tôi sẽ mở ra hết. Bởi vì tôi bức xúc và vì cái ảo tưởng của tôi cũng cao quá, cho nên tôi nghĩ lúc nào họ cũng cần tôi, cho nên tôi khóa các bạn. Và tôi xin lỗi các bạn thật lòng. Và hôm nay thì tôi chỉ cần, và để chốt lại cái vấn đề này thì tôi muốn nói một vài điều quan trọng nhất cuộc đời của tôi thôi. Thứ nhất là tôi nói về xã hội và pháp luật. Thì tôi mong, nói chung là mong xã hội á, sẽ bớt kỳ thị những người chúng tôi. Những người nào đáng kỳ thị thì các bạn kỳ thị, chẳng hạn như những người nào mà làm lỗi, nhưng những người thế giới thứ ba mà làm cái gì tội lỗi thì các bạn kỳ thị tôi không nói. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều rằng có người này có người kia, không phải ai cũng xấu hết ha, ai cũng xấu hết. Còn tôi thì tôi không tốt, bản thân tôi không tốt, nhưng các bạn ở địa phương Bình Trưng Đông quận 2 của tôi chưa hề có tiền án tiền sự gì. Tôi tuy xấu miệng nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi hại ai. Tôi chưa bao giờ tôi đặt chuyện tôi hại ai, tôi làm tổn thương đến người khác. Mặc dù á, chuyện tình cảm của tôi chưa được một người đàn ông nào yêu thật sự tôi, chẳng qua là qua đường thôi, nhưng mà cũng chưa có ai lừa dối tôi được cả. Nói chung là chuyện tình cảm thì mình không có nói trước được, nhưng mà tôi khuyên các bạn như vậy đó
hãy quen một người nào đó sống bằng hết mình với bạn, bằng cả trái tim với bạn. Đừng cần một cái giấy kết hôn thật sự hay là cần một cái đám cưới gì hết. Bởi vì tình cảm nuôi chúng ta, chứ mấy cái đó không nuôi chúng ta được. Mà các bạn biết rằng á, thì chỉ mong là các bạn hiểu, nói để các bạn hiểu như vậy thôi. Còn khép lại chương trình này á, thì tôi nói là tôi xin lỗi mẹ tôi. Tôi xin lỗi mẹ tôi rất nhiều. Bởi vì lúc nào tôi cũng, đôi khi những cái mà tôi muốn mà mẹ tôi không cho, chẳng hạn như đơn giản như cái chuyện giải phẫu, mẹ tôi không cho, bởi vì tôi là con một trong gia đình. Chắc ai quen biết tôi chắc cũng biết điều đó đúng không? Tôi là con một trong gia đình, mà cha mẹ tôi thì không, cha tôi thì mất, mẹ tôi thì không có điều kiện, không có khả năng, chỉ lo cho tôi được một ngày hai bữa cơm thôi. Còn việc mà quần áo hay là cái gì tôi phải tự bươn chải, tôi hát, tôi sống mà, đúng không? Chứ đâu ai nuôi tôi đâu. Tôi cũng không cần là phải mà các bạn mà, tôi không cần các bạn bằng hỷ tôi gì hết. Tôi đâu có muốn lên xe buýt đâu. Và các bạn nói là tôi cần lên xe buýt để đổi tiếng. Tôi không cần. Tôi chỉ nói những ý nghĩ của tôi thôi. Chứ tôi không cần ai thương hại tôi hết. Đừng nói mà tôi muốn đổi tiếng hay lên xe buýt. Không hề đâu. Ước nguyện cuối cùng của tôi á là tôi sẽ mong mẹ tôi hiểu. Vậy cho tôi giải phẫu. Ai mà không muốn đâu các bạn. Nếu mà nói về gây lộ thì ai mà không muốn giải phẫu. Tôi thấy bạn tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà tôi đâu có điều kiện đâu. Thì tôi mới chấp nhận. Tôi sống lên những tháng ngày còn lại với mẹ tôi thôi. Tôi biết mẹ tôi đó rất là thương tôi. Cho dù tôi không bằng người ta thì, nhưng mà mẹ tôi đó lúc nào cũng dành cho tôi tất cả hết. Thậm chí là mẹ tôi, các bạn cũng vậy, các bạn được. Nếu mà ai hỏi các bạn trên đời này các bạn yêu ai nhất và thương ai nhất, nếu mà những người như tôi hay trả lời là thương mẹ nhất. Và cũng mong á, là các bậc phụ huynh á, mà có con như tôi á, đừng đánh đập họ. Hãy cho họ sống thật với bản thân mình, miễn sao là không phạm pháp là được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nhiều bạn á nói tôi á, tóc giả hay tóc thật, hôm nay tôi nói luôn. Mẹ tôi mới cho tôi để tóc dài 2 năm nay thôi. Thật sự các bạn thấy mái tóc của tôi trong mấy cái clip đó, toàn là tóc giả không đó. Tôi không muốn giấu giếm mấy bạn gì hết. Bây giờ các bạn xem. Để nhiều người nói tôi á, là muốn làm con gái á, để đua đòi, hơn nữa không phải đâu. Muốn làm con gái là cái ước mơ của tôi từ lúc mà tôi mấy tuổi đầu kìa. Chứ không phải mới đây đâu ha. Đó thì tôi cho các bạn xem, hôm nay tôi chẳng có gì để giấu các bạn đó. Thân thể của tôi chưa bao giờ giải phẫu cái gì. Tóc của tôi là như đó, là tóc giả đó. Mà cũng là mẹ tôi cho tiền tôi mua. Đó, có mẹ nào mà không thương con đâu. Nhưng vì mẹ tôi sợ tôi mất. Đó không? Tại vì tôi là con một mà. Mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi, tôi đâu có cho tôi giải phẫu. Tôi cũng không buồn. Nhưng tôi mong là nếu mà sau này có điều kiện tôi sẽ được như người ta. Thì cảm ơn các bạn đã xem những clip của tôi. Tôi hứa là từ đây tôi sẽ không làm clip chửi bới ai nữa hết. Chỉ là làm clip là giải trí với các bạn cười thôi. Cười như thế nào cũng được. Cảm ơn các bạn rất nhiều.